Thưa quý vị, sau 7 ngày, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022, làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng nay ngày 9 tháng 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, những tháng còn lại của năm 2022 và năm 2023 phải tiếp tục nêu cao cảnh giác, chủ động kiểm soát có hiệu quả hơn nữa dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan, bị động, bất ngờ, đảm bảo năng lực khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh của hệ thống y tế. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là cân đối về tài chính, ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ, khả năng chống chịu và tính thích ứng của nền kinh tế, củng cố phát huy và tạo lập các động lực tăng trưởng mới trong trung hạn và dài hạn, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế, quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đột phá chiến lược, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, nhất là các dự án quan trọng trọng điểm quốc gia, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng với thành công của hội nghị lần này và sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn đảng, trước hết là trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân nhất định sẽ tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết kết luận của hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của đảng.